Vâng, quý vị đại biểu, kính thưa ban nhà trường và toàn thể những thầy cô giáo thân mến, chào tất cả các em học sinh. Thì trong không khí hân hoan phấn khởi của lễ tổng kết năm học 2023-2024, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho toàn thể giáo viên nhà trường phát biểu những cái cảm xúc và suy nghĩ của mình trong buổi lễ tổng kết năm học. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, thầy cô giáo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, năm học 2023-2024 đã khép lại với nhiều thành tích đáng khích lệ của thầy và trò trường trung học cơ sở Tam Quan. Nhìn lại chặng đường một năm qua, chúng tôi tự hào khẳng định rằng tuy nhà trường còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quyết tâm của toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, trường của chúng ta đã đạt những thành tích đáng ghi nhận về chất lượng học tập, rèn luyện học sinh trong các cái phong trào như là thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị xã, tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và thể phụ động v.v. mà cô hiệu trưởng đã nêu ra trong cái bản tổng kết. Có được kết quả ấy là nhờ sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, của phòng dục đào tạo, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của ban hiệu nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh, đặc biệt là sự nỗ lực hết mình của các thế hệ thầy và trò trung học cơ sở Tam Quan. Các thầy cô giáo trong nhà trường luôn đoàn kết một lòng, tận tụy phấn đấu trong giảng dạy, trong công tác từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Mỗi giáo viên chúng tôi xin hứa sự quyết tâm hơn nữa, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, phát huy tinh thần đoàn kết, hết lòng yêu thương học sinh, thường xuyên học và tận bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường để xứng đáng hơn với sự giao phó của các cấp lãnh đạo và lòng mong mỏi tin yêu của nhân dân. Cuối cùng một lần nữa tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng tất cả các bạn học sinh thành đạt, hạnh phúc, sức khỏe để tiếp tục đóng góp sức lực trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục của gia trường của địa phương ngày càng phát triển vững bước trong sự nghiệp trong người. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy. Sau đây là chương trình quan trọng nhất của buổi lễ. Chương trình tuyên dương phát thưởng cho học sinh. Xin trân trọng kính mời thầy Đỗ Nguyễn Thị Văn, phó hiệu trưởng, trưởng ban thi đua của nhà trường lên thực hiện chương trình tuyên dương phát thưởng cho thầy và trò trường trung học cơ sở Tam Quan phấn đấu một năm học đã đạt rất nhiều thành tích. Xin trân trọng kính mời thầy ạ.